お疲れ様です。すごい大きいでしょ。じゃんにゃ、行こう。うっす。あれ、xong rồi. Hết một ngày. Bây giờ là đi anh em đi dọn đồ để về. Đấy. Là quét xong sạch sẽ, khi làm xong là dọn sạch sẽ hết. Quét sạch sẽ hết công trình. Bây giờ anh em đi xuống để về thôi. Mọi người phải tham quan công trình. Mình sẽ quay một lượt để mọi người xem cái công trình nhà gỗ này. Đây là cầu thang đi xuống. Đại đang quét. Đây là tay nghề Nhật. Làm hơn mình nửa năm. Bên kia là có hai người đang kiểm tra. Ở đây nhìn lên thì có thể là thấy tầng 2, tầng 1 và tầng 2. Đây là dưới tầng 1. Số gối để chỗ. Đấy, đây là cái cột nhà vuông của bằng gỗ này, gỗ rộng khoảng 10 15 phân, 18 16 phân gì vậy phân. Đấy, mọi người có thể nhìn trần nằm hô kiểu này. Đã nhà kiểu Nhật đi, ở dưới Nhật đi người ta làm kiểu này, làm kiểu rằng như ở Việt Nam ngày xưa hay sao không rõ. Đấy, gỗ là tất nhà gỗ rồi. Mọi người có thể thấy người ta làm nhà kiểu Nhật kiểu. Ok.